Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Laptop World, trò chơi công nghệ. Video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để lựa chọn laptop làm sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của bản thân nhé. Và mình sẽ chia video này thành hai phần. Phần đầu tiên để hướng dẫn cho anh em cách lựa chọn laptop phù hợp nhất. Phần thứ hai là đưa ra một số các nhu cầu phổ biến hiện nay để cho anh em có thể dễ dàng tham khảo. Chúng ta sẽ cùng tới ngay với phần đầu tiên, cách để lựa chọn laptop phù hợp nhất. Với phần đầu tiên này thì anh em phải xác định cho mình hai điều quan trọng nhất. Đấy chính là mục đích anh em mua laptop để làm gì. Và thứ hai đó là số tiền anh em có thể chi ra cho chiếc laptop đó. Đấy là hai điều mà quan trọng nhất mà chúng ta cần phải xác định ngay từ đầu. Rồi, khi mà chúng ta đã xác định được hai cái điều trên rồi ấy, thì mình sẽ cùng vào và phân tích cụ thể. Đầu tiên, mục đích anh em lựa chọn mua laptop để làm gì? Ví dụ như là anh em lựa chọn mua laptop để chơi game, anh em lựa chọn mua laptop để làm đồ họa, anh em lựa chọn mua laptop để làm văn phòng hay là để lập trình, vân vân, rất là nhiều mục đích. Như vậy chúng ta đã có thể tìm ra được cái dòng laptop mà anh em muốn lựa chọn mua, ví dụ là dòng laptop gaming, dòng laptop văn phòng hay là dòng laptop đồ họa. Vân vân. Sau đó anh em hãy chia nhỏ cái tiêu chuẩn của bản thân khi mà lựa chọn mua laptop ra. Ví dụ như anh em cầm một con laptop CPU mạnh, thiết kế mỏng nhẹ. Nếu mà chỉ nói như vậy thì nó khá là chung chung và rất là khó lựa chọn, đúng không nào? Vậy cho nên là hãy chia nhỏ tiêu chuẩn của mình ra ở một mức cụ thể nhất có thể. Ví dụ là CPU mạnh để anh em chơi game, hay là CPU mạnh để anh em làm đồ họa, render, hay là CPU mạnh để anh em lập trình. Thì mỗi một cái nhu cầu đó của anh em sẽ có một cái mẫu laptop riêng biệt dành cho anh em. Cho nên là khi mà chia nhỏ ra thì sẽ rất là dễ lựa chọn. Và sau khi chúng ta chia nhỏ ra rồi thì chúng ta đã tìm được cái phân khúc laptop cụ thể để có thể lựa chọn rồi, đúng không nào? Hãy cùng mình qua đến điều thứ hai. Điều này thì quyết định đến cái chiếc laptop của anh em lựa chọn sẽ là chiếc laptop nào. Đó chính là số tiền anh em chi ra cho chiếc laptop đó. Với kinh nghiệm tư vấn laptop rất nhiều năm nay thì mình khuyên anh em rằng là nên xác định cái số tiền mà tối đa anh em có thể mua, có thể dành ra cho chiếc laptop đó. Sau đó thì hãy trừ đi cho mình khoảng độ 2 triệu. Thì lúc này chúng ta sẽ ra được cái chiếc laptop mà anh em cần lựa chọn, sẽ ra được cái mức giá mà anh em cần lựa chọn chiếc laptop đó. Và tại sao lại phải trừ đi khoảng 2 triệu? Vì biết đâu khi mà chúng ta lựa chọn mua, chúng ta lại muốn mua thêm phụ kiện này, hay là nâng RAM này, nâng SSD này, hay là mẫu laptop anh em lựa chọn đang hết hàng và phải lựa chọn lên một option đắt tiền hơn thì sao? Thì lúc này chúng ta có thể chủ động hơn trong cái việc lựa chọn mua laptop. Và sau khi mà chúng ta đã xác định được số tiền mà anh em có thể bỏ ra cho chiếc laptop đó rồi, thì bây giờ anh em hãy kết hợp với cả cái nhu cầu mà mình nói ở bên trên đấy, thì chúng ta sẽ tìm được cái mẫu laptop mà anh em cần lựa chọn mua. Nhưng mà thường ở bước này anh em sẽ phải gặp một cái vấn đề khá là phổ biến, đó chính là cái số tiền mà anh em có thể bỏ ra ấy, nó ít hơn khá nhiều so với cả cái mức giá mà cái chiếc laptop anh em mong muốn. Đấy, thì lúc này chúng ta lại cần phải quay lại cái tiêu chuẩn cụ thể mà ban nãy mình đã nói với anh em là phải phân tích kỹ càng ra đấy. Anh em hãy gạch đi những nhu cầu không thực sự là cần thiết với nhu cầu của anh em và chỉ giữ lại những cái thứ mà thực sự là cần thiết với cái nhu cầu mà anh em mong muốn thôi. Ví dụ cụ thể, khi mà anh em học lập trình thì anh em sẽ cần 3 thứ quan trọng nhất. Đấy chính là CPU mạnh này, RAM nhiều, băng thông trên RAM cao này, màn hình lớn này. Đấy, còn những thứ khác nó không thực sự quan trọng thì anh em gạch hết đi cho mình để có thể tối ưu chi phí. Như là màn hình đẹp, nhẹ nhàng, rồi pin trâu, thiết kế đẹp, nó không nằm trong cái nhu cầu của anh em thì anh em nếu mà muốn tối ưu chi phí anh em hãy gạch nó đi cho mình nhá. Còn nếu mà em có dư giả chi phí rồi thì cứ để đấy cũng được. Và khi mà anh em đã làm xong các bước như là mình hướng dẫn ở bên trên rồi thì chắc chắn lúc này anh em đã chọn ra được cái mẫu laptop phù hợp nhất với bản thân mình rồi. Sau đây thì sẽ là một số các cái nhu cầu phổ biến mà anh em thường mang ra để lựa chọn laptop, mình sẽ giới thiệu với anh em. Đầu tiên, laptop thiết kế đẹp, mỏng nhẹ, còn những thứ khác đều ở mức trung bình để có thể học, làm văn phòng thì thi thoảng để quay TikTok một chút sống ảo đấy thì sẽ tầm độ 15 đến 20 triệu. Laptop màn hình đẹp để chỉnh sửa hình ảnh này, xem phim này, với cái nhu cầu này thì thường là sẽ không cần cấu hình quá là cao. Thiết kế thì cũng không cần quá là đẹp, tầm 17 đến 20 triệu là đã có một chiếc laptop màn hình OLED cho anh em rồi. Laptop cao cấp, đấy cái phân khúc này nó khá là hot đây này. Nó cần một chiếc laptop cao cấp, sang trọng này, thiết kế đẹp, vỏ ngoài build full kim loại, cứng cáp chắc chắn, màn hình đẹp, rồi là pin trâu thì giờ đã có mức giá nó khá là rẻ cho anh em rồi. Nó sẽ chỉ từ khoảng 22 cho tới 24 triệu đồng mà thôi. Anh em đã có một chiếc laptop Intel Evo pin trên 8 tiếng cho anh em rồi nhá. Ok, mình sẽ cùng qua đến một cái tiêu chuẩn khá là phổ biến tiếp theo, đấy chính là màn hình đẹp, CPU mạnh để làm đồ họa nhẹ. Đấy, edit video các thứ cơ bản nhẹ nhàng. Tầm này chúng ta sẽ có một số các dòng laptop Ultrabook trong phân khúc giá từ 25 tới 30 triệu hoặc là một số các mẫu laptop gaming Lenovo Legion. Tiếp theo sẽ là một cái nhu cầu mình thấy khá là phổ biến cũng như là mình đã vừa giới thiệu bên trên cho anh em đấy, đấy chính là laptop CPU mạnh, RAM nhiều, bus cao để lập trình, yêu cầu màn hình lớn thì sẽ có mức giá tầm độ 20 tới 22 triệu. Mức giá này thì có khá là nhiều các sự lựa chọn cho anh em, điển hình như là một số các mẫu Dell Inspiron 5510 anh em nhé. Tiếp theo, đấy chính là laptop cho dân chuyên thiết kế đồ họa với nhu cầu là màn hình đẹp, CPU mạnh, card ngon, tản nhiệt tốt thì sẽ có mức giá từ 32 triệu trở lên tùy vào mức tài chính của anh em. Với nhu cầu laptop chơi game thì sẽ có các yêu cầu như là màn hình tần số quét cao, không yêu cầu đẹp, CPU đủ mạnh, các đồ họa ngon, tản nhiệt tốt, sẽ có mức giá tầm từ 24 cho tới 32 triệu là thông dụng nhất cho anh em có thể lựa chọn nhé.
Cuối cùng thì sẽ là một cái phân khúc laptop mà mình thấy rất là nhiều anh em, đặc biệt là các anh em con trai lựa chọn, đấy chính là laptop vừa đồ họa vừa chơi game. Thì với cái nhu cầu này ấy, chúng ta sẽ cần là gì nhỉ? Màn hình vừa đẹp, tần số quét lại còn phải cao, CPU mạnh, các đồ họa cũng phải mạnh, tản nhiệt tốt. Thì thường anh em lựa chọn trong cái phân khúc này, trong cái nhu cầu này thì sẽ có một cái mức tài chính khá là cao rồi, lên tới khoảng từ 32 triệu trở lên, thậm chí lên 60-70 triệu cũng có. Thì với những mẫu laptop đó nó đã quá là đỉnh để có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của anh em rồi, đúng không nào? Và trên đây là cách để em có thể lựa chọn cho mình những mẫu laptop phù hợp nhất mà mình đã đúc kết ra trong suốt thời gian vừa qua tư vấn laptop cho anh em. Và hy vọng là sau cái bài hướng dẫn vừa rồi của mình thì anh em có thể lựa chọn ra cho mình được cái mẫu laptop mà anh em ưng ý nhất. Còn nếu mà anh em vẫn chưa có thể lựa chọn ra được thì hãy nhanh tay inbox ngay cho fanpage Laptop World để nhận được sự tư vấn miễn phí nhanh nhất từ đội ngũ tư vấn viên của Laptop World anh em nhé. Hoàn toàn miễn phí, anh em cần chiếc laptop nào inbox cho fanpage sẽ được tư vấn và miễn phí nhanh nhất có thể. Và hy vọng là em sẽ chọn ra được cái mẫu laptop ưng ý nhất cho bản thân mình để đáp ứng vào mọi nhu cầu của anh em, cũng như là chọn ra được người bạn đồng hành của em trong suốt thời gian sắp tới. Ok, hy vọng là em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Đừng quên ủng hộ cho Laptop World, xin một like, một sub, cũng như nhấn vào nút chuông để có thể nhận thêm thông báo về những video mới nhất anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.